Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh diễn ra sáng nay, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã kêu gọi toàn dân trên địa bàn tỉnh đồng lòng chống dịch. Các cấp các ngành đề cao trách nhiệm trong thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân, vừa hạn chế thấp nhất kinh tế bị gián đoạn, đứt gãy. Trên cơ sở nhận định, biến thể của virus SARS-CoV-2 lần này lây nhiễm nhanh và phức tạp hơn, cùng với việc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có ca lây nhiễm trong cộng đồng, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị cả hệ thống chính trị, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân toàn tỉnh cùng quyết liệt, khẩn trương chạy đua với thời gian để khoanh vùng, truy vết, dập dịch. Hơn bao giờ hết, tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cấp ưu tiên tập trung trong phòng và chống dịch, đề cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện mục tiêu kép vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân, sự an toàn, sự bình yên và chất lượng cuộc sống nhân dân trong tỉnh chúng. Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi người dân trong tỉnh đồng lòng ủng hộ, chấp hành nghiêm các quy định của phòng chống dịch, cùng tham gia giám sát công tác phòng chống dịch nơi địa bàn cư trú để góp phần cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh.